Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được giới thiệu bức tranh mới ra, bức tranh đồng quê được làm bằng gỗ hương đặc rất là đẹp của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai vừa xong. Đây là một bức tranh mà vô cùng là đẹp, dày dặn, chắc chắn, độc lạ, cẩn thận và dài. Kích thước dài 2m36 và cao 1m17. Đây là được một bức tranh nguyên tấm và được những người nghệ nhân đục bên trên bề mặt, nói về cảnh đồng quê, một cái cảnh đồng quê mà cuộc sống rất là bình an, hạnh phúc, do những người nông dân, người thì đi cày cấy, người thì đang bắt cá, người thì đang như ngày xưa là đang đánh rậm cũng như là bắt tôm tép, và có trẻ em thì đang chơi đùa trên cây đa, và nói về một cái phong cảnh rất là thanh bình và hạnh phúc. Ai cũng thế, đều làm các công việc cả. Đúng là chỉ có khi mà làm việc thì người ta mới được sống ở trong một cái cảnh hạnh phúc cũng như là mạnh khỏe mà thôi. Còn khi mà không có làm việc thì lúc đầu chơi thì rất là thích, nhưng mà sau thì đúng là một cái cảnh địa ngục, bởi vì nếu mà cuộc đời đi sống mà không có làm gì thì sẽ không bao giờ cảm nhận được cái sự hạnh phúc. Còn đây thì nhìn ai cũng rất là hạnh phúc, thong thả, thong dong, làm mà như chơi, làm mà thong dong, tự tại, hạnh phúc, và ra được của cải vật chất cũng như là có được cái thành quả lao động, thì đấy là một trong những cái gọi là cõi thiên đường khi mà đang sống trong hiện tại. Đến bây giờ thì Hướng Mai đã hiểu được rằng là có lao động thì mới vinh quang. Con người muốn có thành công thì phải nỗ lực mà giành lấy. Nỗ lực làm việc khiến con người trở nên thông minh, từ thông minh trở lên trí tuệ và từ trí tuệ biến thành thần thánh. Từ xa xưa trở đi thì các cụ đã làm rất là lao động vui vẻ, ca hát cũng như là từng giọt mồ hôi thì đã ra được những cái sản vật. Để ví dụ như là thức ăn cũng thế, thức ăn chính là sản vật của đất, của nước, của không khí, của gió lửa, của cây xanh, của những hạt mầm và những cái công phu lao tác của những người nông dân. Nên là khi mà có được những hạt thức ăn mà hiểu được cái giá trị của thức ăn thì sẽ trân trọng từng thức ăn một, và mỗi khi mà nuôi dưỡng cơ thể thì sẽ cảm thấy là tay nâng bát cơm đầy, tôi biết rằng trưa nay tôi có cả vũ trụ đang cùng nuôi dưỡng tôi. Và khi mà ăn với cái lòng biết ơn đấy thì sẽ biết ơn những người nông dân đã ngày đêm chăm lo làm nụng để có được những cái hạt cơm cũng như là những cái cọng rau, hay là kể cả là con cá, con tôm, hay là miếng thịt lợn, thì cũng đều là cái công nuôi chăm sóc của những người nông phu. Vậy nên là đây là một cái cảnh mà tả cảnh đồng quê hết sức là tuyệt vời. Hướng Mai cảm thấy vô cùng là tốt đẹp khi mà có những cái bức tranh để mà giới thiệu với quý khách về phong cảnh đồng quê này. Hiểu được thì cái gì cũng đáng trân trọng hết. Ngày hôm nay cũng là một ngày rất là tuyệt vời. Hôm nay xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách luôn luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, yêu thương và thành công. Xin được tri ân và biết ơn. Xin chào, xin cảm ơn.